Hoan Hỷ kể bài Kinh Pháp Cú số 176, dạ Nam Mô Phật Tha Gia. Dạ, con xin được thành kính cung thiền Đại Đức Tuệ Đức ạ. Nam Mô Phật Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng đều hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin được ôn bài Kinh Pháp Cú câu số 176. Ê căng thăm măng a ti ta sa Musa wa de sa chan tu no Pitin na para lo ka sa Na thi pa bằng a ka ri yang. Ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Những ai quen thói vọng ngôn, dưỡng dưng ác nhỏ lại còn rẻ khinh, luân hồi nhân quả không tin, ác trí như vậy ác dìm ác thôi. Là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin kệ. Ê căng thầm măng a ti ta sa mu sa wa de sa chăng tu non vi tinh na pa ra lo ca sa na thi pa păng ác ca ri yang. Ê căng thầm măng a ti ta sa mu sa wa de sa chan tu non vi tinh na pa ra lo ca sa na thi pa păng ác ca ri yang. Ê căng thầm măng a ti ta sa mu sa wa de sa chan tu non vi tinh na pa ra lo ca smin na thi pa păng ác ca ri yang. Dạ con xin hết. Kính mời cô Rạng Đông tiếp theo. Sở thú lành thai, con thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Viriya Rapana. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 176. Ê căng thầm măng á ti tát xá mũ sa hòa điết xá tràm tú nô quý tình ná phá rá lô cá xá ná thi pa bằng á cà rí dần. Ê căng thầm măng á ti tát xá mu sa wa di sa chan tu no quý tình na pa ra lo ca sa na thi pa bằng a ca ri yang. E căng tham măng a ti ta sa mu sa wa di sa chan tu no quý tình na pa ra lo ca sa na thi pa bằng a ca ri yang. Ai nhi phạm một pháp, ai nói lời giọng ngữ, ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ê căng thầm măng á tì tá xá mú sa hòa tiết xá tràm tú nô quý tình ná pá rá lô cá xá ná thi pa bằng á cà rí dân. Những ai quen thói giọng ngôn, những dân ác nhỏ lại còn rẻ khinh, luân hồi nhân quả không tin, ác trí như vậy ác dìm ác thôi. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Nhân. Dạ sa thú kính cảm ơn sư Trần Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý
Trung. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 176. Ê căng thăm măng á tí tát xá, mú xa qua điết xá chan tú nô, quý tin ná bá rá lô cát xá, nát thí ba bằng a ca rí dân. Ê căng thăm măng á tí tát xá, mú xa qua điết xá chan tú nô, quý tin ná bá rá lô cát xá, nát thí ba bằng á ca rí dân. Ê căng măng á tì tát xá, mú sa hoa nít xá chan tú nô, quý tin ná bá rá lô cát xá, nát thí ba bằng á ca rí dân. Ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Những ai quen thói vọng ngôn, dưng ác nhỏ lại còn rẻ khinh, luân hồi nhân quả không tin, ác trí như vậy, ác dìm ác thôi. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Nhân đã đọc bài xong. Mến mời bàn tay của Sức Quang Thanh. Dạ, mời huynh nha, mời huynh Quách Thanh Á nha, kính mời quý vị nha. Sa thu lần thầy Sít Cẩm Vân. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật, Lão Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ đại đức Minh Hạnh, kính đại lễ đại đức Pháp Trang, kính đại lễ đại đức Tề Đức. Kính chào cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Viriya Ratana, toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Và con xin được kể kinh pháp cú số 176. Ê căng tham măng a ti ta sa, mu sa va di sa chan tu no, vì tín na pa ra lô ca sa, na thi pa pang a ca ri yang. E căng tham măng a ti ta sa, mu sa wa di sa chan tu no, vì tín na pa ra lô ca sa, na thi pa pang a ca ri yang. Ê căng tham măng a ti ta sa, mu sa wa di sa chan tu no, vi tin na pa ra lo ka sa, na ti pa pang a ka ri yang. Ê căng tham măng a ti ta sa, mu sa wa di sa chan tu no, vì tín na pa ra lô ca sa, na thi pa pang a ca ri yang. Ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Những ai quen thói vọng ngôn, dựng dưng ác nhỏ lại còn rẻ khinh, luân hồi nhân quả không tin, ác chí như vậy, ác dìm ác thôi. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Và Nam Mô Phật Tha Giá, con vừa kể xong bài kinh pháp cú số 176. Và kính chào cô tư nữ Như Pháp với Nick Nhật Thuyền vừa với bà Rụng. Dạ, không biết Quang Thanh có kể kinh không? Từ nãy giờ thấy ở trong room không thấy giơ tay. Dạ, mến mời Quang Thanh nha. Kính, mến mời Sít Thanh Thủy nữa này, hay là được. Có chiếc máy không đi ngủ rồi chứ Thanh Thủy ơi. Dạ, mến mời Quang Thanh nha. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ?
Dạ con cảm ơn cô Cẩm Vân đã nghe âm thanh cho con nghe âm thanh rõ. Dạ cô Giảng Đông. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Sư Phụ Pháp Trang và Đại Đức Tuệ Đức. Con kính và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý tô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp và cô tu nữ quý Latina. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 176. Ê căng tham măng a tì tát sa mu sa hòa đít sa chàn tu nô quy tình na ba ra lô cát sa nát thi bà bằng a ca thi giang. Ê căng tham măng a tì tát sa mu sa hòa đít sa chan tu nô quy tình na ba ra lô cát sa na thi bà bằng a ca ri rằng ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sau không ác nào không làm. Đấy là của bản dịch hòa thượng Thích Minh Châu. Ê căng tham măng a ti tát sa mu sa hòa đín sa chan tu nô quy tín na ba ra cô tát sa na ti ba băng a ca ri yang. Ê căng tham măng a ti tát sa mu sa hòa đín sa chan tu nô quy tín na ba ra lô cát sa na ti ba băng a ca ri yang. Những ai quen thói vọng ngôn dửng dưng ác nhỏ lại còn dễ khinh luân hồi nhân quả không tin ác chí như vậy ác dìm ác thôi. Đấy là của bản dịch hòa thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, con cảm ơn chú Quát Thà Ná đã phát bài ạ. Dạ, con xin xuống mic, con kính mời cô tu nữ Như Pháp. Dạ sa thú kính cảm ơn Văn Thanh. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tăng đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ cảm ơn cô Đăng Đông. Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Như Pháp kính lễ cô Viriyatana. Dạ, Như Pháp kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, Như Pháp thấy Tina vào đạo tràng rồi, mời Tina lên ông bài nha. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú số 176. Ê căng tham măng a tì tát sa mu sa hòa tì sa chan tu nô vi tình na pa ra lô khát sa na thi ba bằng a ca ri yang. Ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sau không ác nào không làm của hòa thượng Thích Minh Châu. Ê căng tham măng a thi than sa mu sa hòa đín sa chan tu nô vi tín na pa ra lô khan sa na thi pa băng a ca ri yang. Ê căng tham măng a thi than sa Musawa din sa chan tu no vitin na pa ra lo kasa na thi pa bang akariya.
Những ai quen thói vọng ngôn, những nhân ác nhỏ lại còn rẻ khinh, luân hồi nhân quả không tin, ác trí như vậy, ác diềm, ác thôi của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư với bà quý cô tư nữ. Con kính tri ân đạo tràng. Dạ, sa thú, kính cảm ơn thì na. Nam mô Bích Tha, dạ, dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Dư pháp kính chào đạo tràng, dạ cảm ơn cô Rạng Đông, cảm ơn Quang Thanh cho dư pháp biết được tín hiệu. Thanh Thủy ơi, Thanh Thủy đã ôn bài chưa? Có nghe được âm thanh của dư pháp không, Thanh Thủy? Alo. Rồi, mời Thanh Thủy nghe. Dạ, con cảm ơn cô Như Pháp. Dạ, con Thanh Thủy, con kính lễ cho Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý đạo hữu. Dạ, con xin đọc câu pháp của 176. Cảm ơn Quỳnh Quả Thanh đã. Và cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Con xin đọc vào. Ê căng tham măng ati tát xá, mút xa hoa hí xá chan tu nô, quý tin nắp ba lá lô cá sá nát thí ba bằng ác ca rí dân e căn tham măng ác ti tát sá mú sa hoa đi sá chanh tu nô quý tim nát ba lá lô cá sá nát thí ba bằng ác ca rí dân ai vi phạm một pháp, ai nói lời dòng ngữ, ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm, làm dục nhờ và thượng thích minh châu. Những ai quen thói giọng ngôn, những dương ác nhỏ lại còn rẻ khinh, luân hồi nhân quả không tin, ác trí như vậy, ác diềm ác thôi. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con kể. Ê căn thâm măng a ti ta sa mu sa wa ti sa chan tu no vi tin na pa ra lo ka sa na thi pa pang a ka vi yan. Con đã đọc xong câu 176. Sau đây con kính chuyển mic lại cho cô tư nữ Như Pháp. Kính mời cô ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Thanh Thủy. Nam mô Bích Tha, dạ. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Như Pháp, kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thanh Thủy, cảm ơn Quang Thanh. À, cảm ơn Châu Phan cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, con xin được ôn bài câu pháp của kinh số 176. Dạ, cảm ơn Minh Quá Tha Ná cho bài học. Ê căng tham măng a ti ta sa mu sa wa dit sa chan tu no vi tình na ba ra lo ca sa na ti ba bằng a ca di dăng. Ê căng tham măng a ti ta sa mu sa wa dit sa chan tu no vi tình na ba ra lo ca sa na ti ba bằng a ca di dăng. Ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bắt bỏ đời sau, không ác nào không làm. Và đây là bản kiểu ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ê cẳng thâm măng à tị ta sa mũ sa qua đít sa chẳng tu nô vì tinh nắp ba ra lô ca sa na thi ba băng a ca ri yăng. Những ai quen thói vọng ngôn, những dân ác nhỏ lại còn rẻ khinh, luân hồi luân quả không tin, ác trí như vị ác diềm ác thôi. Đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Như Pháp, kính cảm ơn đạo tràng. Như Pháp mến chào Pháp Nguồn Đạo Cai vừa vào đạo tràng. Như Pháp mời Pháp Nguồn Đạo Tạc Cai nha.
Alo, Phật nguồn Lào Cai có nghe được âm thanh của Như Pháp không? Alo, alo, Pháp nguồn Lào Cai đưa tay lên để Như Pháp khóa sổ được khắp nha. Mời Như Pháp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ hiện diện trong Zoom. Con vừa mới bảo con đang định nhắn tin để đảnh lễ các quý sư nhưng mà cô lại gọi mất rồi. Dạ, con xin được phép được đọc bài câu 176 ạ. Dạ. Ê căng tham măng a ti ta sa Musa wa di sa chan tu no quy tình na pa ra lo cát ta nát thi ba bằng a ca di yang e căng tham măng a ti ta sa Musa wa di sa chan tu no chan tu no quy tình na quy tín na pa ra lo ca sa nan thi pa bằng a ca ri yang. Ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm, của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Những ai quen nói vọng ngôn, những ai quen thói vọng ngôn, dựng dâng ác nhỏ lại còn dễ khinh, luân hồi nhân quả không tin, ác chí như vậy, ác dìm ác thôi. Bản dịch của Hòa Thượng Dưới Đức ạ. Dạ, bởi vì con dùng cái điện thoại nên nó chữ nó hơi nhỏ. Dạ, con xin được kể. Ê căng tham măng a ti ta sa su sa wa di sa chan tu no quy ti na pa ra lo kat sa na ti pa pang a ka yi yang e kang tham mang a ti ta sa su mu si chan tu no quy ti na pa ra lo kat sa na thịt ba băng a ca di răng răng. Ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Những ai quen thói vọng ngôn, dửng dưng ác nhỏ lại còn dễ khinh, luân hồi nhân quả không tin, ác chí như vậy, ác dìm ác thôi. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức ạ. Dạ, con đã đọc và kệ xong ạ. Có gì sai mong sư cùng đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Dạ, con xin được xuống mic mời một vị khác ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, sắp hết giờ nên Như Pháp phải xuống mít mời Lào Cai liền, chứ để không kịp, không kịp giờ. Nên là cầm mít để chào, đâu có sao, tốt lắm rồi. Dạ. Nam Mô Bụt Tha, dạ. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, bây giờ thì hành kiểm vào thì đã trễ một phút rồi, hành kiểm ơi. Hẹn ngày mai nha. Dạ, ngày mốt chứ. Dạ, ngày mai thì không có rồi. Ngày mốt. Dạ, cảm ơn cô Đăng Đông. Dạ, sa thú, lành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức, Tự Đức đã tiên phong ôn bài Pháp Cú Kinh số 175. Dạ, Như Pháp kính cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai, Thanh Thị, Thi Na, Quang Thanh, Vinh Quách, Thanh Ná, cô Đặng Đông, cô Tâm Vân. Và còn vị nào nữa thì Như Pháp không rõ lắm, nên xin cảm ơn tất cả những bàn tay quý vị đã ôn bài rất là hoan hỷ. Nên khi Như Pháp vào là Như Pháp ôn bài, nhưng mà lúc nào Như Pháp cũng nhìn màn hình, có vị nào vào thì Như Pháp mời liền để quý vị được ôn bài. Dạ, rất là hoan hỷ. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ học bài mới. Câu Pháp Cú Kinh số 177. Dạ, cảm ơn Nguyễn Quạt Thanh.
Bây giờ này con lộn 176. Dạ. Bây giờ thì Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời. Chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng căm mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 177. Như pháp kính chúc đời một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha Dạ. Con kính lễ chư tăng, Thượng Võ Minh Hạnh, nhà đức Pháp Trang, nhà đức Tuệ Đức cùng toàn thể quý vị đang có mặt ở diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 4 tây tháng 3 năm 2022. Ngày hôm nay thì diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với bộ Pháp Cú Kinh câu 177 phẩm Thế Gian Lô Ca Quốc Gác. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết được tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng thì bắt đầu cho cái xin được phép bắt đầu cho cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Arahaṃ samma sambuddho bhagavā Buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhayāmi. Sakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi. Suppatipanno bhagavato savakasangho sangkhaṃ namāmi. Dạ Nam mô Bụt Tha Dạ. Một lần nữa con xin kính lễ chư tăng và mến chào toàn thể vị. Ngày hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn Pháp Cú số 177. Câu 177 thuộc về phẩm Thế Gian Lô Ca Quốc. Câu Pháp Cú số 177 có nội dung như sau. Na ve ka da iriya deva lokang vajanti balaha ve na ba sang santi danang
thi ro cha đà năng anu mô đà ma no tê nê vá so ho ti su khi pa ra tha na vê ca na ri ya de vá lo căng vá chan ti pa la ha vê na ba sang san ti đà năng thi ro cha đà năng anu mô đà ma no tê nê vá so ho ti su khi pa ra tha Kẻo kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Kẻo kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, cũng như là bản Việt ngữ văn xuôi của Ngài Inda Chanda Chánh Thân. Đương nhiên, những kẻ keo kiệt không sanh về thiên giới. Đúng vậy, những kẻ ngu không khen ngợi việc bố thí. Còn người trí, trong khi tùy hỷ việc bố thí, do chính việc ấy, vị ấy có được sự an vui ở đời sau. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu sơ lược về ngữ vựng của câu Cạn Ngôn Pháp Cú số 177 này, trước khi chúng ta đi vào nội dung chính, phần duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu Cạn Ngôn Pháp Cú. Na ve kadariya deva lokam vajanti palaha unapa sangsanti danang thirocha danang anumodamano teneva sohoti sukhi paratha. Câu đầu tiên. Na ve kadariya deva lokam vajanti. Na có nghĩa là không, có thể phủ định. Quê, đương nhiên. Kadariya, kadariya. Kadariya có nghĩa là những kẻ keo bụng xỉn, những kẻ keo kiệt. Tiếng Việt chúng ta hay rất là hay cái chỗ mà cũng là cái việc xài sử dụng tiền một cách kỹ lưỡng, nhưng mà keo kiệt nó khác với lại hà tiện. Và keo kiệt hà tiện nó giống nhau, nhưng mà nó khác với một cái nghĩa, đó là tiết kiệm. Cũng có nghĩa là người xài tiền rất là kỹ lưỡng, nhưng mà tiết kiệm nó khác với là keo kiệt nó khác. Kadariya đây là những kẻ keo kiệt hay là hà tiện đó. Deva lô căng, deva lô căng, deva là cổ trời, thiên chúng ta hay dịch là chữ thiên đó. Lô cá là cái một cái thế giới, thế gian được dịch chung đó là cõi thiên giới, hay là thiên giới hay cõi trời thì chúng ta dịch cho dễ là cõi trời. Đi qua lô cá cõi trời. Quá chân tí, quá chân tí nghĩa là quá chân tí, có nghĩa là sanh về, sanh lên đó, sanh lên cõi trời đó, sanh về cõi trời. Câu
thứ hai ba la ha về nắp bát sang sáng tị đà năng ba la ha về nắp bát sang sáng tị đà năng ba la có nghĩa là người ngu. Ngu ở đây không phải là cái người không hiểu biết, mà là cái chữ ngu ở đây á, là cái người hiểu biết một cách sai lạc, hiểu biết không có đúng mức. Nhiều khi cái từ ngu ở trong Phật giáo của mình á, thì có nhiều cái khía cạnh mà mình cần phải nói cho rõ. Ngay cả trong cái ý nghĩa này đó, cái người ngu á, là cái người không có thích bố thí hay là không quan hệ với việc bố thí, nhưng mà thực ra thì đôi khi họ thành công trong công việc làm ăn của họ. Cho nên chúng ta hiểu chữ Pala, cái người ngu, thì chúng ta cũng phải hiểu là cái người có cái trí tuệ hiểu về cái cách sống, lối sống không có đúng mức, không có thích hợp, hay là hiểu một cách sai lạc. Chữ Pala ha. Rồi Hawe, thật vậy, đúng vậy. Nhà nhà mến chào đại đức tuệ đức. Nhà mến chào cô Cẩm Vân. Hawe, đúng vậy, thật vậy. Nappa sang santi. Nappa sang santi, trong đây chúng ta có cái từ là ná cộng với lại pát sang santi, pát sang santi, pát sang santi. Khi mà ghép lại đó thì xuất hiện thêm một cái từ p nữa để cho dễ cái việc phát âm. Ná ba sang san tí, ba sang san tí là khen ngợi, tán dương, mà đi cầm với chữ ná thì là ngược lại, ở thể cố định là không có khen ngợi, là không có tán dương. Nắp bát sang san tí, không có khen ngợi. Đa năng chỉ cho là cái việc bố thí cúng dường á. Đa năng, bố thí cúng dường. Câu kế tiếp, thi rô cha đa năng anumodamano. Thi rô cha đa năng anumodamano. Thi rô thi ra là cái người trí tuệ, cái người có trí. Ở đây có người có trí, chúng ta cũng cần phải hiểu cho rõ. Cái người có trí nó ngược nghĩa với cái từ pa lá, cái người ngu ở cái câu trên, tức là người có cái trí tuệ hiểu biết đúng với tinh thần lời Phật dạy, đúng với tinh thần lời Phật dạy, hiểu biết về nhân quả nghiệp báo, hiểu biết về về cái những cái cách thức cũng như là ý nghĩa của cái việc bố thí. Chá có nghĩa là và. Đa năng thì chúng ta có cái nghĩa trên là việc bố thí. Anumodamano. Chúng ta có cái từ đó là anumodamano. Ở đây cái từ anumodamano ở đây á, nó có cái từ gốc á, là cái từ quan hỷ mudati, quan hỷ hay là mudati quan hỷ, cộng với cái tiếp đầu ngữ là anu, quan hỷ theo sau. Quan hỷ theo sau thì chúng ta gọi là chữ tùy hỷ đó,
tức là khi mà thấy cái việc làm, việc thiện, cái việc tốt của người khác thì chúng ta quan hỷ theo cái việc thiện của người đó, gọi là tùy hỷ. Anumodamano, à, tùy hỷ. Rồi chúng ta tiếp tục câu cuối cùng. Tene wa so ho ti sukhi paratha. Tene wa so ho ti sukhi paratha. Tena là một cái đại từ ám chỉ cho là cái việc ấy. Cái việc ấy là cái việc cái người trí biết tùy hỷ đó, cái việc anumodana đó. Tena, cái việc ấy. Cộng với lại eva, à, chúng ta có cái từ ghép nha. Tena cộng với eva, chúng ta có cái từ tenewa. Tena là cái việc ấy, eva, à, chính cái nhấn mạnh, cái từ eva là cái từ nhấn mạnh do chính cái việc ấy. Cái từ eva là cái từ nhấn mạnh cho cái việc hành động mà anumodana đó, bởi cái việc hành động anumodana ấy đó. Hoti là một cái động từ có được. So vị ấy, so là vị ấy hay là người đó. Hô tí là có được. Suki là cái sự an lạc. Sukha là cái sự an lạc. Suki ở đây á, nó có cái tiếp cái từ y được ghép vào đó, nó chỉ là cái người sở hữu hay là cái người có được cái trạng thái an lạc, cái người có được cái trạng thái hạnh phúc. Chúng ta dịch là có được hạnh phúc. Suki có được hạnh phúc. Hay là sở hữu được cái niềm hạnh phúc. Paratha. Paratha có nghĩa là ở đời khác. Ở đời khác. Paratha. Ở đời khác là những cái đời kế tiếp. Sau cái đời hiện tại này. Dạ như vậy thì chúng ta vừa sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 177 này. Và một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 177 phẩm Thế Gian. Na ve ka da ri ya de wa lo kang wa chan ti pa la ha ve na pa sang san ti da nang thi ro cha da nang anu mo da ma no Tene wa so ho ti sukhi paratha. Keo kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức. Làm sao bụng xỉn sanh thiên, khen người rộng lượng kẻ điên mong gì, trí nhân bố thí xả ly, hỷ hoan nhân quả có chi phải ngờ. Nam mô Bụt-tha-ya. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về duyên sự cũng như là nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú số 177 này. Mm-hmm.
câu kệ ngôn pháp cú số 177 này được Đức Thế Tôn ngài thuyết liên quan đến một cái lễ đại thí vô song của Đức Vua Basenadi và cuộc bố thí của dân chúng thành Savatthi. Cái cuộc đại thí vô song này là tức là không có cái sự so sánh nào bằng cái sự bố thí này từ thời chư Phật cho đến Phật hiện tại. Mỗi một cái cuộc đời của các vị Phật thì sẽ có một cuộc đại thí, và cuộc đại thí của ngài Đức Vua Basenadi này được xem là có một không hai. Cái nguyên nhân dẫn đến cái việc mà có cái cuộc đại thí này đó, thưa quý vị, rằng Đức Vua Basenadi là cái người mộ đạo. Đức Vua thì rất là thường xuyên thỉnh Tức và Chư Tăng để mà đặt bát cúng dường tại cái kinh thành, tại cái hoàng cung của mình. Và một lần bố thí cúng dường của Đức Vua đó, Đức Vua cho thông báo đến tất cả người dân trong kinh thành có thể đến tham dự, có thể đến để mà chứng kiến khi mà Đức Vua cùng với những người trong hoàng cung làm cái lục bố thí Đức Phật và Chư Tăng. Sau khi mà dân làng kinh thành đó chứng kiến cái cuộc bố thí đó, thì họ khi mà ra về đã bàn bạc với nhau sẽ hùng lại, mỗi người sẽ hùng lại cổ phần để mà tạo lên một bố thí hơn, đặc biệt hơn của Đức Vua Basenadi làm trong ngày hôm nay. Và khi dân làng ở trong kinh thành đó, dân ở trong kinh thành đó thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến để mà cúng dường, thì cũng có mời Đức Vua đến để mà tham dự. Đức Vua thấy rằng ngày hôm trước mình làm một cuộc đại lễ, và ngày hôm nay dân kinh thành tiếp tục là một cuộc đại lễ hoành tráng hơn ngày hôm qua, thì Đức Vua lại có một cái suy nghĩ rằng mình sẽ tổ chức một cái cuộc đại thí hoành tráng hơn, đặc biệt hơn. Và như thế, hai cái sự cúng dường của Đức Vua và dân kinh thành được xen kẽ để càng ngày càng đặc biệt hơn, càng ngày càng đầy đủ hơn các món ăn cũng như là các cái trang trí sánh lẫn nhau. Thì đến lần thứ sáu, dân kinh thành coi như là hùng hợp tất cả các cái khả năng của mình để mà tạo một cái cuộc đại thí cuối cùng. Thì đến lần này Đức Vua cảm thấy rằng mình không còn gì đặc biệt hơn, không còn khả năng, tiền của thì vẫn còn đó, nhưng mà không có cái gì, không có cái lễ gì hay là cái tiết mục gì mà nó có thể hoành tráng hơn, mà dân kinh thành không thể nào có được. Thì Đức Vua mới trở về hoàng cung suy nghĩ. Thì lúc đó rằng, thưa quý vị, hoàng hậu Malika là vợ của Đức Vua Basenadi thấy Vua Basenadi có cái vẻ trầm ngâm suy tư khi mà hỏi nguyên nhân đó, thì bà đã có một cái cách để bày cho vua tạo một cái cuộc đại thí mà cho dù là
dân kinh thành có còn tài sản đi nữa, có còn đủ khả năng đi nữa, cũng không thể nào có thể làm được cái việc bà trình đến vua làm một cái chai đường bằng cây quý, nền thì được sang phẳng, làm một cái chai đường được dựng lên nguy nga tráng lệ. Và đặc biệt đó là thỉnh đức vua cử 500 cây lộng che Đức Thế Tôn và Chư Tăng bằng 500 con voi được thuần hóa, 500 con voi được thuần hóa. Thì cái việc mà voi được thuần hóa, voi mà của quốc độ đó đã hiếm rồi, mà voi để chiến tranh, để mà trong quân sự cũng đã quý hiếm. Nhưng mà voi mà được thuần hóa, thưa quý vị, rằng trong thời kỳ bây giờ nó rất là hiếm. Thì chỉ có vua mới có được khả năng làm được cái công việc này thôi. Có được một cái số lượng là 500 cái thớt voi để mà cầm lộng che cho Đức Phật và Chư Tăng. Thì cho dù là dân kinh thành có giàu đến đâu, có tiền của đến đâu cũng không thể làm được cái việc này. Thì đó là một cái điều rất là đặc biệt. Nhưng mà Đức Vua cho người kiểm kê lại thì chỉ có được là 499 con voi được thuần hóa. Thì thiếu là thiếu một con, thiếu một con. Bởi vì thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đủ 500 vị, nhưng bây giờ thiếu một con cầm động thì xử lý bằng cách nào? Thì lúc đó Đức Vua, bà Hoàng hậu Malika đó, có một cái ý kiến đưa một cái con voi chiến, con voi mà để xung trận đó, con voi dùng ở chiến trường đó, cầm một cái lộng che cho một cái vị thánh tăng, mà cái vị đó là ngài Angulimala. Thì tất cả mọi việc đã được sắp xếp xong, đến ngày thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến, thì phải nói rằng một cái cuộc rước rất là hoành tráng. Đức Phật và Chư Tăng được che lộng bởi 500 thớt voi, và đặc biệt trong đó là một con voi chưa được thuần hóa. Con voi đó là con voi chiến, rất là hung tợn. Nhưng mà khi mà cầm lộng che cho ngài Angulimala thì thật lạ thay, con voi đó lập tức được thuần hóa giống như là những con voi khác được thuần hóa. Thì cái điều này đã làm cho dư luận cũng như là mọi người đều ngạc nhiên. Mọi người ngạc nhiên với cái việc mà con voi được thuần hóa ngay lập tức. Thì trong cái cuộc đại thí đó, gọi là cuộc đại thí vô song, không có một cái cuộc đại thí nào có thể so sánh được với cái sự hoành tráng về khâu chuẩn bị, trang trí cũng như là mọi thứ món ăn trên đời, và cái cuộc diễu hành để mà đón rước Đức Phật và Chư Tăng. Và cái việc sắp xếp cúng dường đó chuẩn bị được thành tựu, thì một cái sự cố xảy ra. Một cái sự cố xảy ra trong người thân tín thân cận quan đại thần của Đức Vua Pasenadi, có hai vị tên là Kala và Chunna. Cái vị đại thần Kala đó, đây là cái mấu chốt chính của câu kệ ngôn đây. Cái vị thần Kala thì tuy là đại thần ở trong triều, nhưng mà có một cái suy nghĩ rất là không có hoan hỷ với cái việc cúng dường của Đức Vua suốt 7 ngày qua, và đặc biệt là ngày hôm nay là ngày thứ 7. Quá nhiều tiền của, quá nhiều công sức để cho tạo thành cái cuộc bố thí này. Và cái ông này ông suy nghĩ rằng
dường như vậy có được cái lợi ích chi, và đặc biệt là cúng dường cho những vị sa môn vô công lỗi nghề, chỉ đến nhận vật thực ăn uống xong rồi trở về liêu cốc, trở về liêu cốc, không có tạo một cái việc làm gì hết. Ông này ông nghĩ như vậy. Và ngược lại thì một cái đại thần tên là Chuná thì là đại thần trong triều, nhưng mà ông này có niềm tin ở Tam Bảo. Và khi mà đức vua tạo cái cuộc đại thí này đó, suốt 7 ngày thì ông rất là hoan hỷ, ông luôn tán thán cái việc vua, và ông tùy hỷ theo công đức của đức vua. Chính vì cái sự cố có hai vị đại thần với hai cái suy nghĩ khác nhau, đối lập nhau như vậy, cho nên Đức Phật trong cái ngày đại thí lần thứ trong ngày thứ 7 đó, đại thí vô song đó, thì Đức Phật ngày lại không có thuyết pháp một cách với cái cuộc đại thí đó. Thí dụ như bây giờ mà trong cái cuộc lễ dân y đi, hay là trong cái cuộc lễ lớn mà các thí chủ đã dốc công dốc sức để dành cả năm trời để mà tạo một cái cuộc đại lễ cúng dường đến chư tăng. Nhưng mà trong cái cuộc đại lễ đó, cái vị được ban tổ chức thỉnh để mà giảng pháp khích lệ cũng như là phúc chúc phước báo cho thí chủ, nhưng mà cái vị này lại không có giảng pháp mà chỉ là phúc chúc ngắn ngủi, thì tâm của quý vị sẽ như thế nào? Tại vì mình đã bỏ công bỏ sức bỏ của để mà tạo một cái cuộc đại lễ như vậy mà cái thời pháp lại không có xứng đáng, thì đương nhiên là chúng ta sẽ cảm thấy không có hoan hỷ, và nhiều khi đó là thắc mắc tại sao lại như vậy. Thì Đức Vua Pasenadi cũng cùng cái tâm trạng đó. Nếu như là chúng ta thì chúng ta cũng có một cái tâm trạng giống như vậy. Đức Vua Pasenadi thắc mắc trong ngày đại thí lớn như vậy, được Đức Phật ngài xác nhận là vô song, không có một cuộc đại thí nào giống được giống như vậy. Nhưng mà Đức Phật ngài chỉ thuyết 4 câu kệ ngôn, tức là một câu kệ ngôn 4 hàng đó. Cái câu kệ ngôn này chúng ta sẽ được học ở cái phẩm Bà La Môn. Cái câu kệ ngôn này là câu kệ ngôn số 422, câu gần cuối đó. Thì chúng ta sẽ gặp lại cái câu kệ ngôn này, là cái câu kệ ngôn mà Đức Phật ngài đã thuyết ở trong cái cuộc đại thí này. Bậc châu chúa thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Sau khi kết thúc cái buổi đại thí đó, Đức Phật và Chư Tăng về chùa, và sau đó Đức Vua đã đến chùa Chetavana để mà vấn an Đức Phật cũng như là nêu cái thắc mắc của mình. Thì lúc đó Đức Phật ngài cái lý do tại sao ngài làm như vậy. Đức Phật ngài nói rằng đúng lý ra đó thì Đức Phật ngài không có làm như vậy đâu. Nhưng bởi vì trong người thân tín của Đức Vua có hai cái người đại thần, hai cái vị đại thần có cái suy nghĩ khác nhau như vậy. Bây giờ á, Đức Phật càng thuyết pháp, càng làm cho dân chúng, càng làm cho Đức Vua hoan hỷ trong cái việc đại thí, thì cái người đại thần mà có cái suy nghĩ sợ tốn kém, keo kiệt, thì có cái tâm phải nói rằng sẽ bị sang chấn tâm lý, cũng như là dẫn đến đột quỵ bất tử. Thì Đức Phật ngài xét rằng cái điều đó là cái điều cũng không có nên. Cho nên Đức Phật ngài đã làm như vậy. Và sau khi hiểu ra vấn đề, Đức Vua đã có một cách xử lý, tức là Đức Vua đã cắt chức
cái vị đại thần Ca Lá, cái vị đại thần mà có cái suy nghĩ keo kiệt, bủng xỉn cho quyệt vê. Và riêng cái đại thần Chu Ná là cái vị đại thần tỏ ra cái việc mà tán thán tùy hỷ với công đức của Đức Vua thì được khen thưởng. Thì được khen thưởng. Chính cái lý do này, chính vì cái nguyên nhân của hai vị đại thần trong cái cuộc đại thí vô song của Đức Vua Pasenadi, Đức Phật Ngài đã nói lên câu kệ ngôn. Ngày mà chúng ta học ngày hôm nay, câu kệ ngôn số 177. Keo kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Quay lại một tí xíu về về cái câu thuyết pháp mà Đức Phật Ngài thuyết trong trong cái cuộc đại thí đó, thì chúng ta sẽ được học trong cái bài học trong tương lai ở câu 422. Tuy nhiên thì cái câu đó, nội dung đó, Đức Phật Ngài thuyết liên quan đến một cái sự kiện mà chúng ta vừa nhắc ở trong cái việc mà đoàn diễu hành cung thỉnh đón rước Đức Phật và Chư Tăng. Đó là cái hình ảnh con voi chiến cầm lọng để mà che cho Ngài Angulimala. Chính vì cái hình ảnh này, một cái con voi hung tợn dữ dằn, nhưng mà khi mà cầm lọng che cho cái vị Angulimala thì trở nên hiền hòa thuần hóa. Hiền hòa thuần hóa. Đức Phật Ngài đã lấy cái sự bàn tán xôn xao cũng như là nhiều người thắc mắc liên quan đến con voi hung tợn cầm lọng che cho Ngài Angulimala. Ngài đã nói lên cái câu kệ ngôn 422 mà chúng ta sẽ học trong tương lai. Tiếp sẽ quay lại cái ý nghĩa của câu kệ ngôn ngày hôm nay 177. Keo kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Như ban đầu Tịnh Đạt có trình bày, đó là kẻ ngu và người trí ở đây được ám chỉ cho hai vị đại thần là cái người, là cái nhân vật chính cho cái câu kệ ngôn, phát sinh cái câu kệ ngôn này. Cái người khi mà thấy vua bỏ rất là nhiều tiền của công sức để mà cúng dường Đức Phật và Chư Tăng, thì phải nói rằng đã khởi lên cái tâm tiếc nuối. Không phải tài sản của mình, không phải tài sản để dành dụm của mình, không phải vật chất của mình, nhưng vẫn khởi lên cái keo kiệt bụng xỉn. Nếu là như ta không làm như thế. Rồi cái vị đó lại suy xét nữa, làm như thế có được lợi ích gì? Cúng dường cho những người sa môn vô công rỗi nghề, cơm xong rồi thì lại vào phòng cốc liêu, không có làm cái chi cả. Chính vì cái sự mà hiểu biết sai lạc, tìm hiểu không có đến nơi đến chốn, cho nên có những cái suy nghĩ lầm lạc như thế. Và với cái suy nghĩ đó thì chắc chắn rằng cái người này không có một cái khoảnh khắc nào, không có một cái tâm hồn nào để mà chia sẻ đến những người khó khăn, giúp đỡ những người neo đơn. Bởi vì với cái suy nghĩ là giúp họ được cái lợi ích gì, cái người này không có nhìn thấy. Cái người trí là đại thần Chunha thì lại có một cái niềm tin nơi Tam Bảo và hiểu biết rằng với cái việc bố thí, và đặc biệt là cái việc bố thí của Đức Vua được Đức Phật xác nhận là vô song, thì phải nói là công đức vô lượng. Và chính vì cái công đức này, Đức Vua sẽ hưởng được nhiều cái lợi lạc trong hiện tại và tương lai. Với cái suy nghĩ đó, với cái hiểu biết đó, đại thần Chunha đã rất là hoan hỷ, tán thán công đức của Đức Vua và tùy hỷ theo công đức của Đức Vua. Bây giờ chúng ta nói hiện tại đi ha. Chúng ta nói
chính bản thân mình đi nè. Mình là người biết đạo, biết Phật Pháp, học giáo lý, là người hiểu biết về nhân quả nghiệp báo. Có làm việc tốt thì có được cái quả tốt. Nhưng chúng ta đôi khi cần phải đề phòng, để ý, đừng có quá tự tin. Khi mà chúng ta cho rằng mình là người đi chùa lâu năm, học đạo lâu năm, thọ giáo với nhiều vị, chúng ta cần phải có sự đề phòng của chính cái bản thân mình, đừng quá tự tin. Bởi vì khi đó mình có được cái tài sản, mình có được cái đời sống khá giả, mình bố thí cúng dường với cái dư thì chúng ta quan hỷ lắm. Chúng ta sẵn sàng. Ai kêu từ thiện, ai kêu hùng hạp, chúng ta đều quan hỷ hết. Nhưng khi cái cuộc sống của chúng ta nó không còn khá giả, dư giả như thế, cái cuộc sống của chúng ta trở nên vừa đủ ăn cũng như là thiếu thốn, chúng ta có sẵn sàng để mà chia sẻ cái phần ăn ngày hôm đó hay không? Chúng ta có sẵn sàng để mà giúp đỡ những người khó khăn hơn mình hay không? Khi vào trong cái hoàn cảnh đó thì chúng ta sẽ thấy rằng cái việc mà chúng ta sẵn sàng bố thí hay là mình nói ngon là làm phước sẽ được phước, thì ngay lúc đó nó sự thử thách mình rất là lớn. Ngay lúc đó chúng ta sẽ bị thử thách rất là lớn. Bây giờ trong cái việc đó là cúng dường tam bảo hay là cúng giúp đỡ những cái người nghèo khó, mà trong khi cái số tiền đó đó có thể đó là mua thuốc cho gia đình, mua thức ăn cho gia đình, con đau vợ yếu, rồi thêm ba mẹ đang già nữa, rồi cái số tiền đó đó có thể là trang trải cho cả một cái tuần lễ, thì chúng ta có dám san sẻ. Ở đây chúng ta có đặt cái trường hợp đó là gặp những người khốn khổ đang khó khăn, chúng ta có dám chia ngọt sẻ bùi với họ với cái số tiền đó hay không? Đó là một cái điều mà phải nói rằng thử thách. Nếu chúng ta dám làm, chúng ta dám để mà chia sẻ cái phần mà ít ỏi đó, để mà có thể giúp đỡ người khó khăn hơn mình. Nếu mà mình thiếu thì mình không có, mình thiếu cái chút xíu thì mình không ăn được ăn ngon thôi. Nhưng mà người ta thiếu chút xíu đó, người ta không thể tồn tại trong ngày hôm đó, thì mình có dám làm hay không? Cái điều nữa đó, một cái điều mà chúng ta cần phải đề phòng với cái tâm mà tự. Bây giờ chúng ta tình đạt cho một cái khả năng, chúng ta có thể một lần là 1 triệu đến 2 triệu là tâm của chúng ta sẵn sàng đó. Trong cái cuộc đại thí, trong cái cuộc bố thí hay là hùng phước cúng dường, hay đi đến lúc cúng dường tam bảo, cái khả năng của mình là 1 triệu đến 2 triệu. Nhưng bây giờ chùa đang khó khăn, hay là cái vị sư đó đang bệnh, bây giờ cần với số tiền đó là 5 triệu đến 10 triệu, thì lúc đó chúng ta có sẵn sàng hay chưa? Cái việc thử thách này á, là cái việc mà để đánh giá cái tâm xả tài cũng như là cái sự hy sinh của mình. Nó không hoàn toàn thuộc về lý nữa, nó không hoàn toàn là làm phước để được phước nữa, mà là cái sự hy sinh để mà san sẻ. Nếu mà chúng ta cứ khăng khăng và giữ chắc cái việc đó là làm phước được phước, bố thí sẽ được giàu sang, thì chắc chắn rằng
ngay cái lúc mà thử thách, những cái thử thách mà Tịnh Đạt vừa đặt ra thì chúng ta sẽ không làm được, sẽ không làm được. Giàu sang đâu chưa thấy mà bây giờ lại mất số tiền quá lớn thì lúc đó chúng ta sẽ không làm được. Nhưng với cái tấm lòng, chúng ta cũng hiểu biết rằng bố thí cúng dường sẽ được cái phước báo, nhưng quý hơn là cái tấm lòng san sẻ giúp đỡ lẫn nhau, và chúng ta chịu hy sinh chút xíu, bớt đi ra quán ăn một chút xíu, bớt cái việc mà đi đám tiệc tiệc tùng một chút xíu, thì chúng ta hy sinh cái phần bớt đó đó để mà giúp đỡ cái người khác, giúp đỡ một cái vị xuất gia cần một cái khoản để mà trị bệnh chẳng hạn, hay là giúp đỡ những người trong làng xóm, những người neo đơn, những người khốn khổ, thì cái tâm đó đó là cái tâm Bồ Tát, cái tâm Ba La Mật, thưa quý vị. Nó không còn đơn thuần là cái việc mà bố thí cúng dường để được phước nữa. Thì Tịnh Đạt muốn nói rằng đó, cái việc bố thí cúng dường chúng ta thấy vậy, nhưng mà nó có những cái thử thách của họ, của nó. Và chúng ta hãy Hãy đề phòng với tự tin. Chúng ta đi chùa nhiều, chúng ta nghe pháp nhiều, chúng ta hiểu biết, nhưng mà khi mà đụng những cái thử thách đó, chúng ta làm không được, vượt qua không được. Chúng ta cần phải đề phòng với cái việc mà chúng ta cho rằng chúng ta tự tin với cái việc bố thí. Tịnh Đạt chỉ đưa thử thách một tí xíu thôi, từ 1 đến 1 triệu, đến 2 triệu, lên đến 5 triệu, 10 triệu. Trong cái trường hợp của vua Pasenadi đó, thì phải nói rằng cái số tiền mà đức vua bỏ ra, đức vua chuẩn bị suốt 7 ngày và đặc biệt là ngày cuối cùng đó, thì không biết bao nhiêu là tiền của và công sức. Cho nên cái người đại thần cao lá có cái sự mà keo kiệt, có cái tâm bủn xỉn đó, mà hối tiếc, thì phải nói rằng cái người mà không có cái tâm mà sẵn sàng đó, thì cái chuyện đó cũng không có gì là lạ. Ngay đôi khi chúng ta đó, đôi khi chúng ta mà thấy cái người mà làm từ thiện mà bạc chục triệu thì không sao, nhưng mà lên tới bạc trăm triệu, bạc tỷ đó, thì chúng ta tự nhiên chúng ta cũng đặt vấn đề. Chúng ta, tâm của chúng ta nó không có sẵn sàng để quan hỷ tùy hỷ đâu. Chúng ta lại đặt vấn đề như thế này, như thế nọ. Tại vì cái số tiền nó vượt xa với khả năng của mình. Cho nên chúng ta lại, tâm của chúng ta lại không được sẵn sàng. Tâm của chúng ta không được sẵn sàng. Thì quý vị đã được nghe, quý vị đã được hiểu cái cách làm bố thí cúng dường. Quý vị đã được nghe về cái phước báo, cái quả của cái phước cúng dường. Hôm nay Tịnh Đạt cũng chia sẻ về cái việc cúng dường, nhưng Tịnh Đạt có một cái điều muốn nhấn mạnh, nhắn gửi, tức là chính bản thân của Tịnh Đạt và tất cả quý vị, chúng ta hãy đề phòng từng một cái việc mà chúng ta bố thí cúng dường. Khi mà chúng ta, tâm chúng ta đã sẵn sàng, chúng ta thay vì nghĩ đến cái việc đó là bố thí để được phước báo, thì chúng ta hãy nâng cấp, hãy tập cái tâm của mình đó sâu lắng hơn, là bố thí để mà dứt bỏ, để mà giúp đỡ, để mà san sẻ, hy sinh cái miếng ăn ngon, hy sinh một chút vui vẻ tiệc tùng, hy sinh cái công sức của mình để mà có thể mang lại cái niềm an lạc cho cái người khác. Thì chúng ta tập dần dần như vậy, cái sự bố thí cúng dường của mình nó không có một cái chút xíu gì mà lợn cợn. Tại vì á, khi mà chúng ta hiểu quá rành, hiểu quá rõ về cái việc mà bố thí để được phước báo đó,
thì trong cái việc mà khi mà làm phước mà có chút xíu trở ngại đó, âm thanh trở ngại, rồi thời tiết trở ngại, thì chúng ta nghĩ rằng à, cái sự trở ngại này nó làm cho cái việc phước báo của mình nó không được thù thắng, sau này nó trổ nó không được thù thắng. Tự nhiên một chút xíu lận cận đó thôi, nó làm cho mình mất cái quan hỷ, mất cái quan hỷ. Thì Tịnh Đạt muốn lặp lại đó là mình khi mà mình đã chuẩn bị cho việc bố thí cúng dường rồi đó, thì thay vì đến cái công đức, nghĩ đến cái quả phước ở trong tương lai, thì chúng ta hãy nghĩ sâu lắng hơn là cái sự dứt bỏ, cái sự hy sinh, cái sự giúp đỡ, cái sự san sẻ giúp cho cái đối tượng mà chúng ta bố thí có được cái sự an lạc, có cái sự hạnh phúc. Và chính do cái sự bố thí này, trong tương lai mình có được cái khả năng, cái điều kiện để mà bố thí nhiều hơn nữa, bố thí lớn hơn nữa, thì phải nói rằng có đó là chúng ta sẽ thành công trong mọi cái thử thách. Còn không thì thử thách nhỏ thì chúng ta thành công được, nhưng mà thử thách lớn, gặp những cái khó khăn thì chúng ta mới chùn bước. Làm chúng ta mới chùn bước. Thì thưa quý vị rằng hôm nay chúng ta học câu kệ ngôn pháp cú số 177 liên quan đến cái cuộc đại thí có 102 của Đức Vua Pasenadi, cũng như là cuộc đại thí của dân kinh thành Savatthi. Và chúng ta được học về hai cái cách, hai cái cách lối suy nghĩ về cái việc bố thí. Một người thì với cái tâm hồn keo kiệt bủn xỉn, luôn luôn lúc nào cũng tiếc của, thì không có dám bố thí, mà thấy người khác bố thí thì lại không có quan hỷ mà tiếc của dùm. Một cái suy nghĩ đó là tùy hỷ theo công đức của người khác, tùy hỷ theo cách làm thiện của người khác, thì đời này đời sau cũng được cái sự an lạc, cũng được cái sự an lạc. Chúng ta cũng hết thời gian rồi, nhưng mà Tịnh Đạt có môn xin một tí xíu nữa là ở trong cái câu kệ này chúng ta thấy rằng cái đại thần Chun Há không phải là cái người thí chủ chính thức, nhưng mà Đức Phật Ngài nói cái sự tùy hỷ của cái đại thần Chun Há đó cũng được cái sự an lạc đời này đời sau. Thưa quý vị rằng cái sự tùy hỷ này cũng cần thực tập, cũng cần phải thực tập, cũng cần phải để ý. Bởi vì tùy hỷ nhiều khi nó cũng khó làm lắm. Cái người mà mình thích á, cái người mà mình ưa đó, mình rất là dễ tùy hỷ. Còn cái người mình ghét, cái người mình không ưa đó, mà thấy họ bố thí, nhiều khi khó khởi lên cái tâm tùy hỷ lắm, mà có tâm ghen tị nhiều. Cái chỗ này, cái tùy hỷ với ghen tị chung một cái tính chất, đó là cái tùy hỷ khác nhau đó, không cũng cẩn thận cái tâm tùy hỷ này. Cho nên cái việc tùy hỷ đó, chúng ta phải luyện tập, cũng phần mình cần phải tập. Ai làm cái gì chúng ta cũng tùy hỷ theo, vui theo, quan hỷ theo, vui thích theo. Và chúng ta tập dần dần, đối với những người không ưa, mình không ưa, chắc chắn rồi, bạn đạo nhau cũng có nhiều người không ưa nhau rồi. Không ưa đây không phải là ghét nhau, hại nhau, mà không ưa nhau là cái chuyện không thích, hành xử không thích. Thì khi mà người ta làm những cái bố thí cúng tùy hỷ, mình khởi lên cái ghen tị nhiều, mà chúng ta cũng cần phải lưu ý cái chỗ này. Thì đó là cái nội dung của cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay, ngày thứ sáu, liên quan đến câu kệ ngôn pháp cú số 177. Một lần nữa xin tri ân chư tăng và toàn thể quý vị đã tham gia diễn đàn pháp cú kinh và ngày sinh hoạt ngày hôm nay. Kính chúc chư tăng và toàn thể quý vị được sự an lạc tấn trong lời dạy của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời cô Cẩm Vân diễn đàn.
Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tình Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con rõ để cố gắng học hầm theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đạt. Chúng con kính thỉnh Thượng Tòa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến Thượng Tòa Minh Hạnh. Bà quân mang lăng rạc hẳn tôi sắp bài đề của tăng sắp bà mưu đà nà phá vã nà sá đà sá tì phục quân trụ tê. Bà quân tôi sắp bà mang lăng rạc hẳn tôi sắp bài đề của tăng sắp bà nà mà nà phá vã nà sá đà sá tì phục quân trụ tê. Bà quân tôi sắp bà mang lăng rạc hẳn tôi sắp bài đề của tăng sắp sáng khá nà phá vã nà sá đà sá tì phục quân trụ tê. Tất cả phố an có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ ý đức của chư Tăng, các sự đảnh lễ thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sao? Sa thú năng thường tọa minh hạnh đại đức tịnh đạt đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya đê wa ta sam ti vi ha ra wa si ni thu pe re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na ba quan tu bồ chi ta so na ra mang đa lê thề ra cha ma cha kha